trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, tiền thân là trường Trung học Kỹ thuật Quy Nhơn, được thành lập năm 1962 do Mỹ xây dựng, với bề dày hơn 60 năm trong công tác đào tạo nghề và đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, nhiệt huyết. Trường nằm trên đường An Dương Vương, đối diện biển Quy Nhơn tươi đẹp. Với khuôn viên rộng rãi thoáng mát, trường có ký túc xá, sân bóng chuyền, bóng rổ, sân cỏ tự nhiên cho sinh viên vui chơi. Với thư viện, wifi phủ khắp trường. Trường thuộc top nghề đạt chất lượng cao toàn quốc và đạt chất lượng kiểm định ngoài giai đoạn 20-25. Xin đón chào các bạn đã ghé thăm khoa cơ khí trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Cùng với lịch sử thành lập trường, đến nay khoa cơ khí đã đào tạo biết bao thế hệ. Với phương châm, nghề nghiệp là vinh quang, phát triển bản thân vững bước tới tương lai. Với sứ mệnh và tầm nhìn đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cơ khí cho tỉnh Bình Định, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, trang bị kiến thức kỹ năng gia công, thiết kế, lắp ráp, bảo trì, chế tạo và cải tiến các sản phẩm cơ khí từ đơn giản đến phức tạp, từ dân dụng đến công nghiệp. Về mục tiêu đào tạo, với mục tiêu tiếp cận gần hơn với doanh nghiệp, khoa đã và đang tiến hành đào tạo theo chương trình tiếp cận năng lực của tổ chức Pháp ngữ. Mong muốn người học khi ra trường có thể làm việc ở bất kỳ môi trường nào, có thể làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm một cách dễ dàng. Với phương châm người học là trung tâm của giáo dục trong quá trình đào tạo. Về trình độ đào tạo, khoa đào tạo các cấp trình độ từ trung cấp, cao đẳng, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và bồi dưỡng theo nhu cầu người học. Về tổ chức khoa gồm trưởng khoa và 3 tổ bộ môn: tổ bộ môn cắt gọt kim loại, tổ bộ môn công nghệ hàng, tổ bộ môn chế tạo thiết bị cơ khí. Với đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa là 15 người, trên số lượng khoảng 350 học sinh sinh viên hàng năm. Nghề cắt gọt kim loại, sinh viên thực hành gia công sản phẩm trên máy tiện, máy bào, máy phay cơ khí vạn năng. Với chỉ tiêu thành thạo, chất lượng, năng suất, giảng viên luôn bám sát với sinh viên. Sinh viên thực hành trên máy mài tự động, máy phay CNC, phay bánh răng côn, v.v. Vận hành hệ thống máy mô phỏng gia công tiện, phay CNC, thực hành gia công trên máy phay CNC, tiện CNC, bảo dưỡng các cơ cấu máy. Về nghề hàng, sinh viên hàng trên máy hàng tự động, bán tự động với ghế hàng chuyên nghiệp. Sinh viên thực hiện từ chế tạo phôi hàng đến thành phẩm, đảm bảo chất lượng mỗi hàng sau gia công, kiểm tra chất lượng mỗi hàng sau gia công bằng máy móc thiết bị hiện đại. Sinh viên tham dự các cuộc thi tay nghề hàng. Về nghề chế tạo thiết bị cơ khí, sinh viên sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, máy cắt plasma CNC, chế tạo bàn ghế hoa văn mỹ nghệ, cắt tên, giá treo, giá để trang trí, gia công chế tạo xe lon, hệ thống đường ống công nghiệp, v.v. Sinh viên thực hành chế tạo cầu thang, lan can, xe đẩy dụng cụ và rất nhiều thiết bị khác. Về hoạt động chuyên môn, khoa thường xuyên tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi tay nghề cấp trường, cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Về hoạt động sản xuất, sinh viên được học tập kết hợp với sản xuất nhằm tiếp cận nhanh nhất với nhu cầu của thị trường. Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động đoàn thể, hoạt động đoàn thanh niên như ngày hội thanh niên, gian hàng giới thiệu khoa cơ khí, hội thi nấu bánh tét chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc, thi đấu bóng chuyền, hiến máu nhân đạo. Cá nhân học sinh viên của khoa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tuyên dương học sinh viên giỏi, xuất sắc, tiêu biểu.
sinh viên thi trình bày mâm ngũ quả là Tết cổ truyền cuối năm. Tất cả sinh viên đều hưởng ứng cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo dịch Covid-19. Sinh viên khoa cơ khí giành giải nhất cuộc thi đá bóng cấp trường. Về liên kết hợp tác, tổ chức COICA Hàn Quốc đã hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đào tạo và chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên trong khoa. Liên kết với trường IRBC Thái Lan trong lĩnh vực đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ. Liên kết hợp tác đào tạo và làm việc với công ty Tosadensi Việt Nam. Sinh viên đi thực tập từ năm học thứ 2. Sinh viên được bố trí chỗ ăn, ở để an tâm làm việc và học tập tại nhà máy. Sinh viên được tuyển dụng làm việc ngay tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập. Ngoài ra, sinh viên có thể đi xuất khẩu lao động ở các nước phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, v.v. Về vị trí công việc, bằng cấp, bằng kỹ sư thực hành, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp cơ khí có chức năng chế tạo, lắp ráp và vận hành các thiết bị cơ khí công nghiệp. Có thể mở xưởng cơ khí tư nhân hoặc tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động, đảm bảo 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp với mức lương từ 6 đến 12 triệu đồng một tháng. Lễ tốt nghiệp và ngày hội việc làm năm 2020. Khoa cơ khí Cần Thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để chú ý lắng nghe. Các bạn hãy chia sẻ clip, like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.